Dạ, chị Nguyễn mến chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn. Thì hôm nay chị Nguyễn lại tiếp tục review và gửi đến quý anh chị mình một mẫu nhà dưới với phân khúc dưới 1 tỷ nha quý anh chị. Thì ngôi nhà của mình được tọa lạc tại trung tâm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ngôi nhà của mình thì cách quốc lộ 50 thì đi tầm khoảng có khoảng 100 đến 200 mét thôi. Đó, thì từ vị trí chị Nguyễn đang đứng là mình đi di chuyển ra tới quốc lộ 50 chính xác luôn, chỉ có 200 mét thôi là ngay văn phòng công chứng Bích Thủy nha quý anh chị. Có một cái hẻm được xe ô tô, xe hơi mình có thể di chuyển tới khu vực này luôn. Đó, thì ngôi nhà của mình thì nằm ở trong khu vực hẻm này. Ở trong đây thì mình di chuyển được chiếc xe ba gác nhỏ nhỏ thôi nha chú quý anh chị. Thì từ cái khu vực này vô tới nhà mình á thì tầm khoảng 10 mét đến 20 mét thôi, rất là gần và thuận tiện luôn. Ở đây á mình di chuyển về các quận huyện lân cận như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình thì mình di chuyển mất tầm khoảng tầm 25 đến 30 phút nha quý anh chị. Thì ở đây thì gọi là trung tâm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ngôi nhà của mình là nằm phía sau văn phòng công chứng Bích Thủy nha quý anh chị, văn phòng nhà nước á. Thì ở đây là cái căn nhà này bán với mức giá đúng 680 triệu thôi nha quý anh chị, quá tuyệt vời luôn. Tìm đâu ra căn nhà thứ hai nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc mà bán với mức giá chưa tới 1 tỷ nữa, quá tuyệt vời với căn nhà luôn nha quý anh chị. Đó, thì quý anh chị mình quan sát sơ thì cái dãy này thì có 6 căn. Đó, ở đây thì dân cư ở rất là đông đúc nha quý anh chị, và hàng xóm bà con ở đây rất là thân thiện luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Với căn nhà và diện tích nhà của mình là ngang 4 m, dài vô là 8 m, được thiết kế là một trệt một lầu. Nó có 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh, 1 không gian phòng khách và 1 không gian bếp, rất là rộng rãi và thông thoáng luôn nha quý anh chị. Thì từ ngôi nhà của mình cách đường xe hơi xe tải á thì tầm khoảng 20 mét thôi. Ở đây vô đây thì đường nó hơi nhỏ tí nha quý anh chị. Ở đây thì mình di chuyển được chiếc xe ba gác nho nhỏ thôi, hoặc là 2 chiếc xe máy nhé nhau thôi nha. Nhưng mà cô chú anh chị mình cứ an tâm, nếu mà quý anh chị mình có mua và sở hữu căn nhà này thì mình có thể di chuyển ra tới đâu được. Đó, mình có thể nhờ một chiếc xe gác ba gác nho nhỏ mình chuyển vào đây, chỉ có 20 mét thôi, khá là gần và khá là thuận tiện luôn. Với cái căn nhà và mẫu mã rất là tuyệt vời, nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc luôn nha quý anh chị, mà bán với mức giá chỉ có 680 triệu thôi. Và đây là mẫu nhà em chị sẽ gửi đến quý anh chị mình. Nó có ở phía ngoài thì nó có một cái màu nâu đất rất là tuyệt vời, nó rất là đẹp. Phía trên thì có một được bên chủ nhà người ta đã làm một cái mái che ra ngoài rồi. Đó, thì che nắng che mưa khá là tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Thì căn nhà của mình là có cái hướng nam nha quý anh chị, rất thích hợp cho gia đình mình đang cần tìm nhà hướng đông, cần tìm nhà hướng đông nam để mình mua ở hoặc là mua đầu tư. Căn này mình mua đầu tư là bao xin lời luôn nha quý anh chị. Đó, ở đây thì dân cư ở full bích hết rồi, nên cô chú anh chị mình cứ an tâm về cái mặt là dân cư có thưa thớt hay là đông đông hay không nha quý anh chị. Ở đây gọi là ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc rồi, quá tuyệt vời nha quý anh chị. Ở đây mình chỉ cần ra di chuyển ra khoảng là 500 mét thôi là đã có đầy đủ tiện nghi như là bách hóa xanh, thế giới di động, điện máy xanh, chợ, trường học cấp 1, cấp 2, công ty, xí nghiệp, đồ rất là nhiều luôn. Đó, chỉ cần đi trong vòng bán kính chỉ có 500 mét thôi là đầy đủ tiện nghi cho cô chú anh chị mình rồi. Thì bây giờ để không mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa, giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn vào để khám phá không gian bên trong nha. Thì trước khi vào bên trong thì cũng được bên chủ nhà thiết kế cho mình là một cái cửa sắt sơn tĩnh điện 4 cánh với kính là kính cường lực nha quý anh chị, nó rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Thì phía đây là phía phòng khách của mình, cũng khách rất là rộng nha. Thì ở phía dưới là được lót gạch là đá bóng kính khổ 50 nhân 50 càng lau càng bóng. Phía trên thì cũng được ốp lát lên tặng khoảng 1m2 cho gia đình mình, rất là sạch sẽ luôn. Phía trên trần á là trần thạch cao nguyên khối, có gắn đèn thứ hai và đèn led ngay chính giữa thắp sáng hết ngôi nhà của mình rồi nha quý anh chị. Thì đây là bức tường giữa đối diện phòng khách mình, ngoài mình đi vô thì cũng được bên đơn vị ven cho ốp lát gạch nổi lên, nhìn khá là sang cho cái phòng khách mình luôn nha quý anh chị. Phía này có trang bị cho mình những cái bậc thang hoa nè, vì quý anh chị mình có thể để những cái bình rượu hoặc là quà lưu niệm mình bỏ vào những cái bậc thang hoa này, giúp cho cái phòng khách mình nó sẽ thoải mái hơn nha quý anh chị. Ở đây thì cũng được bên chủ nhà làm trưng bày cho mình 3 cái chậu bông giả này quý anh chị, nhìn vô cũng khá là tuyệt vời nha quý anh chị. Thì với ngôi nhà của mình được bán với mức giá đúng 680 triệu thôi, 680 triệu nha quý anh chị, cô chú anh chị mình không nghe lầm đâu. Thì căn nhà của mình với pháp lý là đồng sở hữu nha, ra công chứng ủy viên. Đó, thì mỗi người giữ một cuốn sổ nha quý anh chị. Thì sổ tổng của mình là có 6 căn, từ 6 căn, 6 căn một sổ. Ở đây thì của mình là đồng sở hữu ra công chứng ủy viên, mỗi người giữ một cuốn sổ cũng khá là an tâm. Đó.
Thì bước xuống kế tiếp nữa là một cái không gian phòng bếp. Thì không gian phòng bếp này theo chị Nguyễn thì quan sát á, thì nhìn nó cũng khá là rộng như quý anh chị đó. Thì căn nhà này rất thích hợp cho gia đình mình có 2 thành viên tới 4 thành viên ở luôn nha quý anh chị. Thì tại vì phía trên có 2 phòng, được 2 phòng khá là thuận tiện luôn. Thì không gian bếp này được thiết kế theo chữ L này quý anh chị, cũng đã được lắp đặt tủ bếp trên và tủ bếp dưới cho gia đình mình. Mặt đá bếp là mặt đá hoa cương, có bầu inox 304 chống nhiệt sét, chống hoa màu cho gia đình mình luôn. Phía này thì mình có thể lắp đặt một chiếc máy lọc ở đây. Thì tại vì bên chủ nhà người ta cũng đã chừa cho mình ống nước ra và ống nước vô để mình lắp đặt máy giặt các quý anh chị, khá là tuyệt vời luôn, rất là thuận tiện luôn nha. Thì chị không gian này chị Nguyễn thấy còn trống nè, về quý anh chị mình có thể mua một cái tủ tráng mình lắp đặt ở không gian này qua đây đó, hoặc là mình có thể mua một cái bàn ăn khoảng 2 người tới 4 người mình đặt ở không gian này đó. Chiều về đi làm về mệt mỏi, 2 vợ chồng và 2 đứa con ngồi ăn cơm rất là hạnh phúc và ông cúng gia đình luôn nha quý anh chị. Thì không gian nhà vệ sinh á thì được bên người ta thiết kế cho mình ở dưới chân cầu thang nha. Thì ở trong đó cũng được trang bị đầy đủ cơ bản như bồn cầu, rồi xe rồi sạch đầy đủ để gửi đến và phục vụ đến cô chú anh chị mình rồi. Thì đây là đường đi lên trên, tầng trên của gia đình mình đó. Thì người ta dựng thì bằng gỗ, đá là đá hoa cương. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn tiến lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Đây là cái tầng 1 của gia đình mình. Thì ở trên đây chỉ có là thiết kế được 2 phòng thôi nha quý anh chị, 2 phòng đó. Thì ở phía dưới thì không gian nhà vệ sinh thì được lắp đặt ở phía dưới thôi đó. Trên đây thì thiết kế được 2 phòng vì ngôi nhà của mình có diện tích là ngang 4m, dài 8m nên ở trên đây chỉ thiết kế 2 phòng ngủ cho gia đình mình. Thì đây là cái phòng ngủ đầu tiên, cũng rất là rộng rãi và thoải mái luôn nha quý anh chị đó. Ở đây dưới thì cũng được lót gạch nè, phía trên thì trần là phong thôi đó. Thì cũng có gắn đèn thức hai và đèn ngủ để đầy đủ rồi nha quý anh chị. Thì cửa của mình là cửa gỗ nha, cửa gỗ căm xe rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Thì ngôi nhà của mình được tọa lạc tại trung tâm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị đó. Và được bán với mức giá là 680 triệu, mà với mức giá 680 triệu này thì quý anh chị mình tìm đâu ra một căn nhà vị trí đẹp nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, trường học cấp 1, cấp 2, thế giới rộng, điện máy xanh, bạch bá xanh. Thì đi chia trong vòng chỉ có bán kính chỉ có 500 mét thôi đã có đầy đủ tiện ích cho gia đình mình rồi đó. Với căn nhà này theo chị Nguyễn thấy rất là tuyệt vời, vị trí rất là tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Nó nằm ngay trung tâm luôn đó, mình muốn ăn uống hay là mình muốn vui chơi thì mình đi trong vòng bán kính á thì tầm khoảng là 500 mét thôi đã có đầy đủ tiện nghi cho gia đình mình rồi đó, khá là tuyệt vời luôn. Thì đây là cái phòng thứ hai đó, thì cũng có ban công nhỏ ở ngoài này. Chiều về mình có thể ra đây mình tận dụng không gian ngoài này mình làm một cái sao phơi đồ ngoài này cũng khá là tuyệt vời, hoặc là mình có thể trồng những cái bông nè quý anh chị, treo khu vực này. Ở đây thì dân cư ở full bít hết rồi, sang sát nhau thôi, chẳng khác gì ngoài thành thị đâu nha quý anh chị, chẳng khác gì ở ngay thành phố đâu. Thì ở đây là ngay trung tâm thị trấn mà, như quý anh chị mình cũng biết, ngay trung tâm thị trấn thì ở tỉnh hay ở huyện nào cũng vậy, ngay trung tâm lúc nào dân cư cũng đông đúc và đầy đủ tiện ích cho cô chú anh chị mình đó. Nên cái mặt về cái mặt tiện ích thì cô chú anh chị mình cứ an tâm nha. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn tiến xuống phía dưới để chị Nguyễn nói lại vị trí và giá chính xác để gửi đến cô chú anh chị mình nha. Thật là tuyệt vời, với căn nhà với diện tích là ngang 4m, dài thẳng 8m luôn, được bán với mức giá đúng 680 triệu thôi nha quý anh chị, khá là tuyệt vời luôn. Ngôi nhà của mình được tọa lạc tại trung tâm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Mình di chuyển về các quận huyện lân cận như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình, quận Phú Nhuận thì mình di chuyển mất tầm khoảng 25 đến 30 phút thôi nha quý anh chị. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Thì quý anh chị mình em tới đây rồi, cảm thấy ngôi nhà của mình này hợp với mình, hợp hướng với mình, vừa túi tiền với mình thì nhắc máy lên, gọi ngay cho Trần Nguyễn sẽ gửi vị trí và gửi thông tin để cô chú anh chị mình tham khảo trước nha. Thì cô chú anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Thì bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn là Kim Trâm Làm Việc, là nhà thật giá thật, không xạo không ảo để mất thời gian của nhau nha. Chị Nguyễn quay căn này là chị Nguyễn có báo giá tổng trên video là giá tổng không phát sinh nha quý anh chị. Hồ sơ thủ tục thế má là bên chị Nguyễn sẽ lo toàn bộ cho cô chú anh chị mình luôn, nên cái phần đó là cô chú anh chị mình cứ an tâm nha. Thì bên chị Nguyễn sẽ không bao giờ báo giá ảo đến để gọi đến quý anh chị mình đâu. Bên chị Nguyễn là bên làm việc là phải là cái tâm đi đầu và thật thà nha quý anh chị. Căn nhà này nằm ở vị trí nào, giá nào
là bên chị Nguyễn nói là có báo tổng giá tổng trên video rồi đó, nên cô chú anh chị mình cứ an tâm, cảm thấy vừa túi tiền thì cứ gọi ngay cho chị Nguyễn. Nếu mà cảm thấy chưa vừa túi tiền thì cô chú anh chị mình có thể bấm qua phần video của chị Nguyễn, có rất là nhiều mẫu mã nhà đa dạng, giá cả vị trí đều khác nhau nha quý anh chị đó. Thì cảm ơn quý anh chị mình cũng đã cùng chị Nguyễn xem hết video này. Giờ chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo nha.